Thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các cấp, từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp, ban hành nhiều văn bản nhằm lãnh đạo thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phương. Công tác chuẩn bị đại hội được quan tâm chú trọng, nhất là đối với cấp cơ sở, để làm thí điểm rút kinh nghiệm cho các đơn vị khác trong toàn tỉnh. Hiện nay, 10 trên 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp xã. Thành công của những đại hội điểm có được dựa trên cơ sở sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, bám sát chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tham mưu chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự để đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đây là tiền đề, kinh nghiệm quý để Hưng Yên hoàn thành công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở trong thời gian tới. Qua đại hội điểm cấp xã thì chúng tôi thấy là rất thành công về báo cáo chính trị, rồi cả các tham luận và các văn kiện chuẩn bị trong đại hội tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như là cái hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, và cái chương trình hành động đề ra thì bám rất sát vào cái nghị quyết cấp ủy đảng cung cấp, cho nên là rất sát với thực tế. Đại hội thực sự là một ngày hội lớn, một cái sự kiện chính trị quan trọng, tạo cái sức tiếng vang và sức ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Đến cuối tháng 2 năm 2024, toàn tỉnh có 20 trên 161 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Trong đó, thành phố Hưng Yên có 6 trên 17 xã, phường. Theo kế hoạch, việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã sẽ hoàn thành trong nửa đầu tháng 4 năm 2024. Cùng với việc sát sao trong tổ chức đại hội cấp cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi từ mỗi địa bàn dân cư. Các cơ sở, các đơn vị đều đăng ký những công trình phần việc thiết thực, ý nghĩa để chào mừng đại hội các cấp, gắn với việc đoàn kết nhân dân, tham gia xây dựng văn minh đô thị và tham gia góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Để xây dựng các công trình chào mừng Mặt trận Tổ quốc các cấp thì chúng tôi có xây dựng 4 thôn, 3 công trình và 1 mô hình dân vận khéo. Việc mà phát động và huy động cái nguồn kinh phí từ cộng đồng khu dân cư để xây dựng công trình cũng là việc gắn kết cái sự đàn bó trong cộng đồng khu dân cư, cùng xây dựng thì công trình, cùng chăm sóc công trình và cùng bảo vệ công trình. Việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, đoàn kết, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chung sức thi đua phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.